còn vài ngày nữa thôi chúng ta sẽ đến với ngày 23 tháng Chạp đúng không? Đó là ngày ông Táo quân lên trời để thông báo với Ngọc Hoàng tình hình hoạt động của hạ giới. Đó là theo truyền thuyết của người Việt Nam chúng ta. Và bây giờ tiết mục Táo quân sẽ được tái hiện trên sân khấu này. Và tiết mục này được thể hiện qua phần trình bày kịch ngắn của 3 lớp 6C, 7C, 8C. Các bạn, chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón các Táo nào. Ghê chưa? Rồi Ngọc Hoàng đi ghê chưa kìa? Oai phong nước biệt chưa? Ờ, ghê chưa? Chú có nào thấy ông Ngọc Hoàng này vệ vệ chưa? Đó. Tiết mục kịch sắp bắt đầu rồi. Để chúng ta cùng chuẩn bị nhá, chuẩn bị âm thanh, chuẩn bị đạo cụ này. Kiểu rất là đồi núi xanh ngồi đồ đấy tiếng đàn nghe cũng tăng khắp nơi. Hôm nay trời nhẹ nên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Gớm lên vì thế vẫn rất buồn, muốn có thật thuần này. Buồn chứ. Người ta đi học có đôi, còn tôi học thôi thôi phát sầu. Một mình ngồi ngắm hồ câu, nó cũng hai đứa lại càng sâu thêm. Nhưng thôi, rất buồn rồi. Chú cho có hai cái thôi. Chú bảo có hai cái thôi. Thấy rồi mặt mày. À nhưng em đọc cuối thì thôi anh cầm chưa đi. Tôi hỏi chị ý kiến
Thầy cô dạy cả 3 môn lý, hóa, sinh. Nhưng dưới sự chỉ đạo của cấp trên, cô hiệu trưởng cũng rất linh hoạt khi phân công các thầy cô dạy đúng môn. Lớp học rất hào hứng, sôi nổi. Vì vậy, từ một môn kêu là kho, nay em thấy vui vô cùng. Kỳ thi cuối kỳ, mình và ta vẫn luôn dẫn đầu. Mặc ai nói gì, mình vẫn cố gắng vượt qua. Niềm vui phấn khởi trong mắt biết bao thầy cô nhé. Dạ, đấy là kết quả của môn khoa học tự nhiên. Còn xã hội em đây, lịch sử và địa lý, hai đường thẳng song song, trò thấy thích vô cùng vì trái đất to đùng thu vào một trang sách. Và qua bao mất mát nên trang sử hào hùng, từ lịch sử đau thương, 4.000 năm tỏa sáng, một dân tộc anh hùng. Từ những giờ học văn, trò nhận bao bài học, từ tình yêu tổ quốc đến quê hương, gia đình, biết nhân ái yêu thương, thành con ngoan trò giỏi. Dạ, đây là kết quả của 3 lớp thôi ạ. Nếu tính cả trường thì tuyệt vời ông mặt rời luôn ạ. Thương hiệu ngôi trường Phùng Hưng không chỉ được các phụ huynh tin tưởng và yêu mến, mà còn cả các phường, các huyện lân cận cũng muốn gửi gắm con em mình ạ. Ta ghi nhận điều này, ta cũng cảm thấy rất vui. Vừa qua, ta cũng vừa tham gia lễ đón đoàn kiểm định của trường. Còn nhiều việc mà nhà ngươi chưa báo cáo hết đâu. Ở thời đại 4.0 này, nhớ lưu bằng chứng để năm sau còn báo cáo anh nhé. Ơ, mày gì muốn chọn, thế còn gì để báo cáo nữa? Ơ, thế cả 3 lớp, có lớp nào liên quan đến vụ việc nóng nào mà các trang mạng thơ đưa tin không? Có thì cứ mạnh dạn báo cáo, sai thì sửa mà. No! No! Đấy là ở tận đầu tận đâu ấy chứ. Chứ quê em, trường em thì không có đâu. Nghe đôi học sinh đứng ấy,
ăn quà mỏ que đi. Trong giờ học thì nó chuyện ngô ra, lại còn lơ học nữa chứ. Sao chẳng đi kể ra nhỉ? Này, anh Tào như kiểu chẳng bao giờ đi học ý nhỉ? Thế Tào chưa nghe câu nhất quỷ nhì ma từ ba học trò à? Này nhá, ăn là một hoạt động để duy trì sự sống. Nói là một hoạt động thể hiện tư duy, trí tuệ, giao tiếp. Còn lười là các mạnh học đường, cần có thuốc đặc trị. Chữa thì phải có quá trình chứ. Thôi, các người là ta đã xử quá. Này, Tào có dục. Nói, cũng phải nghĩ hãy nói. Giáo dục trong thời đại này là mệt lắm, mỏi lắm, mỏi mỏi lắm. Nhưng phải cố gắng, nỗ lực để hoàn thành sứ mệnh. Giáo dục có phát triển thì mới có nguồn nhân lực, nhân tài cho đất nước. Hy vọng ngươi hiểu rõ điều đó. Dạ, vâng ạ. Cho ngươi lùi. Các em, lùi. Về nhá. Ừ. Đốt xì quán đi nhở. Này, nãy em thấy nhỏ dọc anh em giáo dục mà rơi mũ hả nhỉ? Vâng. Đi 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 trầu mà lại rơi mũ cái này nhá. Sau buổi trầu trừ lương đó, anh em trừ lương đó nhá. Trừ luôn luôn, trừ đạn bảo, trừ hết sạch cho ta nhá. Để thần có ngày táo. Được. Bây giờ mới trầu tí thôi mà nó mệt rồi, nghỉ thải lao tí không được à? Dạ để em gọi tàu giao thông vào ạ. Ơi, giao thông ơi, vào đi. Bao nhiêu lâu rồi không gặp nhau. Tao bị tức rồi, làm ăn cái này. Tao mới cầm một chầu. Xin lỗi Ngọc Hoàng. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng. Vạn tuế, tốc độ tuế, an toàn tuế à. Bình thần. Dạ, thần xin tha thà. Đúng rồi, tàu giao thông năm nào cũng đặc biệt nhỉ. Ê, nhưng mà cách nào mà băng qua nổi con đường lên vậy? Nhảy lên vỉa hè mình còn gì? Ơ, cái đường này đường của nhà mình à? Hả? Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, thần đi từ tan tảng sàn đến tim tỉnh tối. Đói quá, ghé vào quán Hồng Thành làm những mì tôm xào. Không đi như vậy thì có mà muộn trầu ạ. À. Đây, bảo sao? Học sinh đi học thì cứ như đi chơi cảm giác mạnh ấy. Đi học muộn thì phi nhanh như thú nhún đi. Lại còn nên đi vánh váo cho cả mặt sắp đỏ cơ đấy. Học sinh còn nghêu nào. Sáng vơ mở mắt nhìn lên trần nhà. Trần bảo ngủ đi dậy làm gì cho sớm. Có việc gì bị lo vội đầu. Ôi trời ơi. Đâu này, xinh thì xinh thật đấy. Nhưng mà ăn khế chua hơi nhiều. Lúc nào ông đào đào bới bới là như thế nào? Đã thế thì nó lưng một thể. Học sinh của ông mà không những phóng nhanh vượt ẩu mà còn kẹp hai ba đứa đằng sau, lại còn không đội mũ bảo hiểm nữa đấy. Có bằng chứng không? Cứ kiểu góc lửa bỏ tên người như thế là không xong đâu nhá. Mình đã nhớ hôm trước không? À, hôm trước á. Ừ kìa, ai như cô Khánh lớp cô Hương đáng xê mà. Hôm buổi tao không thấy nó phóng rất nhanh lướt qua đường xe. Nó vinh vinh ra oai mới là. Có sở đâu công an nhắc nhở. Hôm vừa rồi nó ngắn ngay đằng kia kìa. May là chỉ xây rất nhẹ đi nhá. Có cần bằng chứng biết không nữa nhá. Rồi thôi, cứ lấy một trường hợp để quy chụp tất cả như thế à. Ôi trời ơi Ngọc Hoàng ơi, trải nghiệm bao nhiêu công sức của thân và nhà trường với các hoạt động tuyên truyền, các cuộc thi về an toàn giao thông. Dạ, rõ chán. Thôi, giao thông. Ta biết ngươi cùng nhà trường và học sinh đang thực hiện tốt luật an toàn giao thông, nhưng vẫn có một số trường hợp như trên. May thì không sao, chứ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của những người xung quanh thì cần phải lưu tâm đấy nhé. Thôi, cho ngươi lùi. Dạ, thần xin đội ơn Ngọc Hoàng ạ. À. Thần là thần xin lui ạ. À. Tạo lực cho đấy. Đúng lực. Này, đi đứng cho nó cẩn thận vào nhá. Không để chồng nhân răng ra. Trên giờ hai táo hôm nay đã học hết cái buổi trầu. Mong là táo y tế nó sẽ ổn. Ôi, gọi táo y tế vào đi. Thì thần có ngay táo y tế vào đây ạ.
Alo, anh đi à? Báo anh cậu đi nhá. Okay. Đi from anh mà đây. Sao này trông điệu đà thế, cứ như là đi biểu diễn với Trang ấy nhở? Này, đi vào chầu như là đi ra mắt nhà người yêu ấy. Càng làm cho anh hoàng tề mùi, chị gặp hoàng càng mê tôi đấy nhá. Này, chị y tế, sau màn trình diễn của chị nó không những tâm mê chị mà còn khoái nữa cơ. Hy vọng màn báo cáo của chị về mảng y tế sẽ không khiến cho tôi thất vọng. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, với ngôi trường nào thi nền y tế nó là một cái rất là quan trọng. Người ta ví nền y tế như là lá phổi xanh nằm trong ngôi nhà tranh đầy bức vách. Sau này chị nắm văn thờ thế. Ờ hay con mụ này, người ta đang báo cáo mà cứ chen cái mồm vào thế nhở, làm thụt hết cả hứng. Thôi được rồi, vào thẳng vào đây đi, chị báo cáo luôn đi, đừng có vòng vo 8 phút nữa ấy. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một nhìn. Nên thần mời Ngọc Hoàng chứng kiến một vài nỗi vất vả của cô tế trường thần ạ. Cô tế ơi, cho xin cái băng gâu, con bị sứt tay ạ. Cô tế ơi, hình như con bị đau đầu quá. Cô gọi cho cô Linh cho xin nghỉ tiết này được không ạ? Cô tế ơi, hình như con đau bụng quá. Cô gọi cho gia đình đón con về được không ạ? Cô tế ơi, cho xin cái chổi trong nhà, cả cái khăn lau bảng, cả cái áo giang cho cô nhá. Ôi giời ơi, sao đau đầu thế? Dạ, môn tâu Ngọc Hoàng, công việc thường ngày của cô tế trưởng thần đấy ạ. Vất vả lắm, chưa kể những lần học sinh gặp tình huống cần cấp cứu, lúc ấy tế có như mũi tên đấy ạ. Dạ đúng lắm Ngọc Hoàng ạ, ở trường học nhân viên y tế còn kiêm nhiệm nhiều việc lắm đấy ạ. Vì đầu các nhà vệ sinh còn chưa kịp thơm sạch thoáng nữa đấy, cẩn thận lại có bị thận thì chết học sinh. Báo cáo Ngọc Hoàng, do có sự chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu nhà trường nên trong năm học vừa qua, thần đã gặt hái được rất nhiều thành tích vô cùng là khiêm tốn. Thần phối hợp cùng với đội ngũ cán bộ giáo viên trong trường và các bạn học sinh để thực hiện tuyên truyền và nghiêm túc phòng chống các dịch như cúm A, cúm B, sốt xuất huyết. Thần còn kết hợp tổ chức với đoàn, đội để tổ chức các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh như kỹ năng phòng chống hỏa hoạn, đuối nước, côn trùng cắn, an toàn giao thông, vân vân và mây mây ạ. Được rồi, y tế, ta hiểu chứ. Bây giờ, ngươi hãy về chăm sóc sức khỏe cho học sinh để có thể yên tâm mà học tập. Và hãy nhớ, tham mưu đề xuất với ban giám hiệu rằng hãy lau chùi nhà vệ sinh thật sạch sẽ, đừng để học sinh giành về nhà. Đó cũng là hình thức giải trí, xả chết sau 45 phút đấy. Dạ, thần xin lui ạ. Ui, mày ơi là mày, áo y tế này không như này đóng đi rồi. Và bây giờ mày ơi là mày, đổ nãy trình nghỉ, bây giờ đi nghỉ tí này mệt lắm. Hay là uống soda nhá. Ok này, soda bao bích nhá. Ok, đi thôi. À, sao vắng vẻ thế nhỉ, chắc là người đến sớm đấy. Thôi, tranh thủ làm vài cửa ấy, về bán hàng cho đó. Đẹp quá dị luôn. Ây à, tao internet đến rồi đấy à. Chắc thôi mình xin kiểu ngoài. Mày, làm gì đây? Dạ, thầy là kiểu của up Facebook ạ. À. Up Facebook đúng không? Để nhớ, nhớ chụp xong phản trình sự ảnh cho ta thật đẹp như là tài tử Trung Quốc đấy nhá. Hổ mình thắt lên đấy nhá, nhớ chưa? Dạ. Nào, cưới lên đi ạ, lét từng xem nhét. Mà ra sần sỉ, làm chính cá quá. Kìa à? Vừa đăng vừa ra 5, 6, 7, 8, 9, 10 tập bình luận thấy đã này. Anh Hoàng năm nay sao béo thế? Sao chưa tao béo? Mà sao dưa vàng năm nay mặt nhăn thế?
Mặt anh Hoàng lắm nay nhăn nhạt như tại. Mặt tao trẻ thế này không? Này, chả hiểu thằng nào chia tao với nhái xong mình có các thứ ấy. Bảo xong Facebook bị hack. Mà này nhá, chụp xong vậy chả gì sự gì cả. Nhưng cái kiểu chụp thằng nào xong gửi nó lên. Thôi, báo cáo đi, mất cả hứng. Thôi chết em rồi. Quả nữa quay quay TikTok, Zalo, Facebook. Lấy đâu ra thời gian để mà ghi báo cáo. Sao đây, xong báo cáo đi. Ông Bảo có bị báo cáo à? Dạ, bẩm Ngọc Hoàng trở thành chua đã. Úi đầu ơi, ở đâu rồi? Thấy đi đấy. Dạ, cuối này tôi cũng chỉ có chút ít với lô TikTok. Và chưa biết cho ai chứ mà. Ít là bao nhiêu? 6 số thôi. Thật á? Được rồi đấy. Việc cái đầu lại hiểu mình thôi. Về nhà bút cho người ta biết chưa? Biết rồi. Này, hai người làm gì mà thì tha thì thuộc thế? Gớm, có cần quan tâm nhau thế không? Còn phía mới nói nhé. Này, mạng xã hội, nếu không cần phải báo cáo thích biến ngay, mất thời gian không? Dạ, tôi thật xin phép được báo cáo à. Trình bày luôn đây. Luôn đây. Mạng xã hội và internet là một chủ đề vô cùng nóng hổi dưới trần gian này. Người người nhà nhà đều đam mê sử dụng và say đắm lắm mà. Say đắm nên mời gặp người đắm mà chỉ nghỉ mới thôi. Này anh bảo, tôi thấy anh nói cái điểm mồm khác nhỉ. Đứa nào hôm nọ nhờ chỉ người yêu thầy nàng thơ. Bây giờ muốn trở về tai và mít. Đi được bà, mỗi ngày cộng lấy cái hả? Gớm, nói nhỏ thôi. Chỉ được cái, nhớ vai thứ lâu. Chúng mình tiếp đi. Dạ, thần xin báo cáo tiếp à. Nhờ có mạng xã hội mà đã giúp đỡ cho dưới trần gian cập nhật được tin tức nóng hổi nhất, vỡ vẻ đều là nhà, tất cả đều là anh em. Không chỉ vậy, nhờ có mạng xã hội mà đã giúp cho các em học sinh có thể học tham khảo được những bài giảng hay và bổ ích, hoặc đọc thêm sách giúp các em sản xuất và tiếp thu thêm kiến thức. Zalo giúp duy trì hội các hội nhóm giữa thầy cô và nhà trường để trao đổi về việc học tập của học sinh. Ôi dồi ôi, Ngọc Hoàng ơi, tiền ơi là tiền. Tốt, rất tốt. Dạ, Bảo Ngọc Hoàng ở dưới hạ giới, học sinh thì dùng internet tra ra dự án bài tập rất là nhanh luôn ạ. Vận dụng rất tốt phản ứng dây chuyền. Một bạn làm thì gửi cho 5 bạn, mà 5 bạn làm thì gửi cho 10 bạn. Ở dưới đấy, học sinh không bao giờ làm đầy đủ bài tập cả. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, nó chỉ là một phần nho nhỏ thôi ạ. Phần nho nhỏ? Người có biết việc đó ảnh hưởng rất lớn đến các bạn học sinh hay không? Như vậy sẽ làm giảm tư duy trí tuệ các bạn học sinh. Vậy giáo dục sẽ đi đâu về đâu? Chưa kể lợi dụng mạng xã hội để ca kiện, đánh nhau, động tí là quay clip làm ảnh hưởng đến người khác. Như vậy là tốt ạ. Này anh Tạo, tôi thấy anh nói hơi quá. Quản lý sử dụng mạng xã hội một mình thôi sao mà đủ? Chưa kể bây giờ mà đưa tin vớ vẩn vậy bạn làm ảnh hưởng đến cá nhân, tập thể thì bị nhà nước cho làm công an đấy ạ. Thôi, cái gì đúng thì không thể phủ nhận, nhưng ngươi cũng phải lưu ý về việc lợi dụng sử dụng mạng xã hội của học sinh, xem gây ra những điều tiêu cực như thế nào. Cố quá là quá cố, không cẩn thận sử dụng mạng xã hội là thờ ơ vô cảm, xông thành trầm cảm và tự kỷ hết đấy. Dạ, thần xin tiếp thu ạ. Cho ngươi lui và mời các táo lên sân khấu để ta tổng lên. Ô, thế hóa ra mình không phải là người đầu tiên. Ngại. Tôi khỏi phải follow nhé. Các táo đâu, lên đây xem nào. Trong buổi chiều ngày hôm nay,
chúng ta đã được nghe rất nhiều bản báo cáo về mảng học, về mảng giáo dục, giao thông, y tế và mạng xã hội của ba lớp 6C, 7C và 8C. Mảng nào cũng có điểm tích cực, điểm tốt, không góp phần không nhỏ cho sự phát triển của nhà trường, xã hội. Ta biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các anh. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có điểm tiêu cực, điểm tồn tại. Các anh nên nhìn nhận thẳng vào đó và khắc phục. Tất cả vì con em của chúng ta, vì một Việt Nam phát triển. Thời khắc giao thừa xuân sắp thìn đã tới. Ta chúc các anh luôn mạnh khỏe, nhiệt huyết, sáng tạo, hoàn thành trong công việc của mình. Dạ, thần xin đa tạ. Và bây giờ chúng ta cùng đón xuân nào. I'm gonna go to the hospital.